Mến chào quý vị và các bạn. Gió biển đang đi trên con đường bộ ven biển thuộc địa phận xã Hải Đông, huyện Hải Hậu của tỉnh Nam Định. Đó, mọi người thấy là con đường đã hoàn thiện cơ bản rồi. Và phía đây thì mọi người có thể thấy được là một số cái phần kè đá bên tay phải phía con đường này. Người ta đã đào những cái hố để chôn cọc bê tông, nhưng chưa làm được những cái cọc ở đây. Đó, mọi người thấy không? Một số đoạn thì đã hoàn thiện được rồi, nhưng cái đoạn này thì cọc bê tông thì vẫn chưa được đúc và chôn ở dưới này. Bên phải đây thì vẫn là một số cái đầm tôm của người dân. Đó. Con đường này rất là thuận lợi khi mà người dân mà nuôi trồng thủy hải sản đi qua đây thì người ta có thể là đưa đi bán cho các xe hàng tới tận nơi vận chuyển, thì nó rất là dễ dàng và thuận lợi cho phát triển kinh tế của người dân ven biển. Phần đa ở khu vực này thì cọc mốc chưa được cắm nha mọi người. Đó. Bên phải đây là một cái con đường đê cũ. Đó, đường đê cũ thì sẽ xuyên thẳng ra ngoài biển kia. Đây thì có ẩm thực làng chài thì chỉ cách ở đây khoảng độ một chút nữa thôi mọi người. Những cái đoạn cong cong chỗ này thì mọi người đi qua đây hiện tại vẫn còn rất nguy hiểm, bởi chưa cắm được những cái cọc tiêu, cọc mốc làm những cái chế độ phản quang khi mà những cái khúc cua rất là nguy hiểm như chỗ vừa xong. Đó, cực kỳ nguy hiểm nha mọi người. Khi mà đường đẹp như thế này và mọi người đi với cái tốc độ cao một chút vào những cái thời tiết nó không thuận lợi, khi mà những cái con đường không có cọc tiêu, cọc mốc và những cái phản quang như ở khu vực ta luy này, thì có lẽ là nếu như ai lạ đường thì rất là nguy hiểm. Khi vào đến đoạn trong này, dấu hiển thấy rằng là hai bên là ta luy bằng kim loại đã được gắn kết rất là chắc chắn và có những cái hình phản quang nhỏ nhỏ kết nối giữa các ta luy này là rất là hiện đại và chắc chắn rồi mọi người. Thì cái việc mà di chuyển của người dân đi qua con đường bộ ven biển này nó sẽ an toàn hơn và mình có cái độ quan sát tốt hơn. Đến khu vực rừng phi lao này thì người ta lại thiết kế một cái ta luy bằng những cái cọc bê tông. Đó, gần như những cái giải phân cách ở trên những cái con đường quốc lộ. Không hiểu sao ở chỗ này thì người ta lại thiết kế một cái thiết kế bằng cái giải phân cách như thế này. Nhìn chung là mỗi cái giải phân cách, mỗi loại phân cách thì có những cái hiệu quả khác nhau. Rồi, đây là quê hương xã Hải Đông nha mọi người. Và kia là một cái ngôi nhà thờ rất mới tại xã Hải Đông. Trước kia ở khu vực này có một ngôi nhà thờ cũng bị đổ, nhưng nó không được nổi tiếng như ở khu vực nhà thờ đổ của biển Hải Lý, huyện Hải Hậu. Chính là cái khu vực này đây nha mọi người. Những ngôi làng ven biển thuộc xã Hải Đông có gì đó, một số ngôi nhà mái thái mới được mọc lên. Có thể thấy là kinh tế của người dân ở đoạn ven biển này rất là phát triển. Đó, còn ở phía dưới, đằng dưới kia thì xã Hải Đông cũng phát triển rất là bình thường thôi mọi người. Có lẽ là đây là một cái sự phát triển vùng ven biển, khi mà người dân đã thừa hưởng được những cái giá trị phát triển kinh tế của biển khơi bằng việc nuôi trồng thủy hải sản và đánh bắt ở ngoài khơi, thu nhập về những cái nguồn tài chính cho quê hương. Đây là khu vực biển Hải Đông nha mọi người. Chỗ này là có một cái mỏm mỏm đê đi ra rất là đẹp.
Và chỗ này thì có một khu ẩm thực làng chài thuộc địa phận xã Hải Đông, huyện Hải Hậu. Đó, mọi người thấy không? Ẩm thực làng chài. Khi mà du khách tới đây thì có thể tới đây thưởng thức những cái món ăn của biển ở đây. Rất là sẵn có cho mọi người thưởng thức. Một ngôi nhà thờ rất mới đã được phá dỡ nhà thờ cũ đi và xây nhà thờ mới đây mọi người ơi. Thiết kế của nhà thờ thì được thiết kế rất là chắc chắn bằng những cái vật liệu chắc chắn, và những cái cây gỗ ở trong nhà thờ được sử dụng là những loại gỗ rất là đắt tiền nha mọi người. Phần đa thì người dân tại khu vực làng chài Hải Đông thì theo đạo. Và con đường bộ ven biển của đoạn khu vực qua xã Hải Đông thì hiện nay thì đã cơ bản hoàn thành và chỉ còn một số cái cọc mốc đằng kia thôi mọi người ơi. Thì hôm nay gió biển đi qua đây để chia sẻ đến mọi người một con đường bộ ven biển rất đẹp đang hiện hữu trên quê hương Hải Hậu, đang được hoàn thiện hơn nữa về những cái hạng mục cuối cùng của con đường này. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip lần sau.